Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 206 Thái trưởng công chúa hơi ngập ngừng, sau đó lo lắng nói, chỉ là ngươi đã rời khỏi kinh thành nhiều năm, giờ trở lại chỉ sợ sẽ khó thích nghi. Cục diện ở kinh thành phức tạp hơn nhiều so với Cẩm Châu, người gặp khó khăn cũng sẽ nhiều hơn. Tần Hoàn mỉm cười, Thái trưởng công chúa cứ yên tâm, ngài biết tính ta mà, ta sẽ tự chăm sóc bản thân tốt. Thái trưởng công chúa nghe xong liền gật đầu, tính tình của ngươi ta yên tâm, chỉ là ngươi rời khỏi Cẩm Châu, chúng ta gặp mặt ít đi, cha mẹ ngươi cũng đã mất. Dù ngươi có đại bá và đại bá mẫu chăm sóc, nhưng ngươi vẫn phải một mình trở lại kinh thành, điều này làm ta lo lắng. Nghe vậy, lòng Tần Hoàn cảm thấy ấm áp dù trước đây nàng đã cứu thái trưởng công chúa trong một lần tình cờ nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ tuy nhiên thái trưởng công chúa luôn ghi nhớ trong lòng và sau đó nhờ nàng giúp đỡ phù hầu vì vậy nàng mới mời tần hoàn đến dự lễ cưới của nhạc giá nếu không có lời mời đó tình hình của nàng sẽ không được như hiện tại tần hoàn cảm động đôi mắt ướt rượt trong sáng ta biết thái trưởng công chúa và phu nhân luôn nhớ đến ta nhưng người của phù hầu kinh thành đã đến ta không thể không trở về thân thể của thái trưởng công chúa ngày càng tốt sau này có định trở lại kinh thành không thái trưởng công chúa thở dài lúc trước rời khỏi đó ta đã nói sẽ không bao giờ trở về sau này ra sao ta cũng không biết vì thế ta lo lắng ngươi lần này đi không biết có thể gặp lại nữa hay không tần hoàn nghe xong trong lòng dâng lên một nỗi buồn sự quan tâm của thái trưởng công chúa và giang thị không giống như bạn bè mà là sự lo lắng của trưởng bối làm nàng nhớ đến cha mẹ mình thân thể của thái trưởng công chúa tuy đã tốt lên nhưng tuổi tác đã cao bệnh tật không thể tránh khỏi nếu có chuyện gì xảy ra có lẽ sẽ thật sự không gặp lại được tự nhiên sẽ gặp lại tần hoàn không biết nói lời hoa mỹ chỉ xoay người lấy từ tay phục linh một cái hộp đây là phương thuốc ta chuẩn bị cho thái trưởng công chúa đều là những bài thuốc tốt cho sức khỏe của ngài theo đó thân thể ngài sẽ dần dần khôi phục ngày thường thái trưởng công chúa nên đi lại nhiều ăn uống đủ chất và theo những chỉ dẫn ta đã viết trong này quan trọng nhất là thái trưởng công chúa nên giữ tâm trạng vui vẻ tránh bị lạnh khi thời tiết lạnh hãy sớm đốt lửa trong phòng để giữ ấm tần hoàn nói với lòng đau xót Nàng đã chuẩn bị những lễ vật đơn giản như mộc khí, nhưng phủ hầu tự nhiên không thiếu những thứ đó. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định dùng phương thuốc của Diêu Tâm Lan, ghi lại tất cả những gì có thể nghĩ đến. Trong hộp thậm chí còn có những bài thuốc bí truyền học từ Dược Vương Cốc, nàng không dám thay đổi quá nhiều, chỉ thay thế một số dược liệu tương tự, đều là những bài thuốc tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi. Nàng làm những tính toán này chỉ lo lắng rằng sau khi nàng rời Cẩm Châu, nếu thái trưởng công chúa gặp vấn đề gì về sức khỏe cũng không thể dễ dàng tìm đại phu không phải nàng không tin người khác nhưng thời gian dài như vậy nàng đã coi việc chăm sóc sức khỏe của thái trưởng công chúa như trách nhiệm của mình những phương thuốc này ít nhất có thể sử dụng trong nửa năm sau đó khi sức khỏe của thái trưởng công chúa có thay đổi sẽ cần phải điều chỉnh lại phương thuốc nhưng khi nàng nói ra những tính toán này càng làm cho mọi người cảm thấy rằng sau này thật khó gặp lại nhau như đang làm những lời dặn dò cuối cùng. Không chỉ riêng Tần Hoàn, Giang thị cũng cảm thấy mũi mình cay cay. Tần Hoàn dường như đang giao phó tất cả, cực kỳ dụng tâm, khiến Giang thị cảm thấy đau lòng cho nàng. Tuy rằng Giang thị không nói rõ, nhưng trong lòng hiểu rằng Trung Dũng hầu phủ không thể coi nàng như con gái yêu thương mà đưa đến Cẩm Châu. Những ngày ở chung trước đây không tạo ra nhiều tình cảm gắn bó, bây giờ sau 3 năm muốn đón nàng trở về, tình cảm trước kia đã sớm phai nhạt. Dù bên ngoài có khách khí thế nào, cũng không thể giống như người trong gia đình mà sống cùng nhau. Giang thị xuất thân từ một gia đình danh giá ở kinh thành, đã quen nhìn thấy sự tranh đấu gay gắt giữa những quy nữ, cũng hiểu rõ sự lục đục trong những gia đình quyền quý. Bà chỉ lo lắng rằng Tần Hoàn trở về kinh thành sẽ bị bắt nạt. Hoàn Nhi, con có tâm hồn rộng lớn, điều này khác với Ngưng Nhi nhưng ngươi nói như vậy làm ta cảm thấy sau này khó gặp lại ngươi trở về kinh thành không quá hai năm sẽ phải kết hôn khi đó tự nhiên lại khó mà trở lại cẩm châu giọng giang thị hơi khàn nhạc ngưng vội vàng đi qua ôm lấy cánh tay giang thị nhạc ngưng có thể nghĩ đến điều đó tự nhiên giang thị cũng có thể nghe giang thị nói tần hoàn cảm thấy lo lắng vội nói đến lúc đó ta cũng sẽ trở về thăm thái trưởng công chúa và phu nhân cũng không phải sau khi kết hôn là không thể ra ngoài. Tần Hoàn tuy nói vậy, nhưng biết điều này rất khó. Ở Cẩm Châu có không ít phú hộ, nhưng phần lớn cả đời cũng không đi xa đến Kinh Thành. Tần Hoàn chỉ nói để chấn an bản thân và mọi người. Giang Thị hiểu, Thái trưởng công chúa cũng hiểu. Nghe vậy, Thái trưởng công chúa thở dài, nói về kết hôn, không biết sẽ sắp xếp thế nào cho ngươi. Nghe vậy, lòng Tần Hoàn lại trùng xuống. Năm tới nàng sẽ 17 tuổi, ở Đại Chu, từ 14 đến 15 tuổi đã có thể bàn chuyện hôn nhân. Thường thì các cô gái từ 15 tuổi bắt đầu lần lượt kết hôn, muộn nhất là 19 tuổi. Nếu đến 20 tuổi mà chưa xuất giá, sẽ bị người đời chỉ trích. Nàng đã 17 tuổi, Hầu phủ ở kinh thành chắc chắn sẽ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Lần này đưa Tần Sương và Tần Tương cùng đi kinh thành, Tần Hoàn nghi ngờ Hầu phủ đang có tính toán riêng vì hầu phủ chỉ có một nữ nhi thái trưởng công chúa đã trải qua nhiều chuyện lời này từ miệng nàng nói ra càng xác nhận suy đoán của tần hoàn nàng mỉm cười nhẹ nhàng thái trưởng công chúa không cần lo lắng mỗi người có duyên phận của mình thái trưởng công chúa lắc đầu không phải như vậy cha mẹ ngươi đều đã mất trong tộc trung dũng hầu làm chủ hôn sự của ngươi cũng sẽ do hắn quyết định nếu hắn sắp xếp chỉ sợ sẽ không quan tâm đến ý kiến của ngươi tần hoàn cúi mắt thái trưởng công chúa luôn nói thẳng vào vấn đề giang thị nhận thấy lời nói của thái trưởng công chúa làm tần hoàn trầm ngâm không khỏi an ủi nhưng đó cũng là chuyện của một hai năm sau đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên giúp đỡ ngươi nghe giang thị nói vậy thái trưởng công chúa không đáp lại chỉ lộ ra vẻ suy tư sâu xa trong ánh mắt Thái trưởng công chúa và phu nhân thật sự không cần lo lắng, chuyện này ta thật sự không ép buộc. Với việc kết hôn, Tần Hoàn thật sự không bắt buộc. Cha mẹ nàng đã mất, không nơi nương tựa, thân thế nàng cũng đã rơi vào hoàn cảnh thấp kém. Nàng không nghĩ đến việc kết hôn, cũng không quan tâm phải gả cho ai. Nàng trở về kinh thành chỉ để giải oan cho phụ thân và báo thù. Có lẽ sau này, trong lòng nàng chỉ có duy nhất một việc này. Giang thị muốn nói rồi lại thôi, thái trưởng công chúa lại nói, nữ nhi ra gà chồng cực kỳ quan trọng, dù nói là tùy duyên, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào hai chữ đó. Đôi khi, ông trời không công bằng, người phải tranh đấu mới được. Tần Hoàn mỉm cười, không muốn thái trưởng công chúa lo lắng quá nhiều về mình, được rồi, ngài yên tâm. Tương lai, ta sẽ tự mình suy nghĩ kỹ về việc này. Với tính tình của ta, Người khác không thể dễ dàng ép buộc ta được. Nghe vậy, thái trưởng công chúa mỉm cười, người nói rất đúng. Tính tình của người bên ngoài ôn nhu, nhưng bên trong rất kiên cường, điểm này giống ta. Người nhớ kỹ, sau này gặp bất cứ khó khăn gì, chỉ cần gọi người báo tin cho ta, ta sẽ gọi người giúp ngươi. Nghe vậy, tần hoàn vội gật đầu, vâng, đa tạ thái trưởng công chúa điện hạ. Thái trưởng công chúa xua tay có chút trách móc có lẽ cũng cảm thấy đề tài này quá nặng nề, liền chuyển hướng hỏi, bốn ngày sau đi. Xe ngựa và các thứ đã chuẩn bị tốt chưa? Là tiểu thế tử của tần gia cùng đi với các ngươi. Tần hoàn vội gật đầu, đang chuẩn bị, ngài không cần lo lắng. Lần này cùng trở về là ba tỷ muội chúng ta, con nữ nhi ra đồng hành, tự nhiên là an bài chu toàn. Tam ca cũng đi cùng chúng ta, nghe nói mang theo hộ vệ của hầu phủ, rất an toàn thái trưởng công chúa thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt vậy thì tốt tần hoàn vốn là đến để từ biệt nhưng không nghĩ sẽ làm tâm trạng mọi người trở nên nặng nề vì lo lắng cho nàng thấy không khí bên ngoài trong lành nàng liền nói thái trưởng công chúa có muốn ra ngoài đi dạo một chút không hôm nay ta sẽ đi cùng ngài một lúc thái trưởng công chúa mỉm cười đứng dậy vậy ta sẽ đi ngay mấy ngày nữa ngươi không còn ở đây để đi cùng ta Tần Hoàn vội vàng đỡ thái trưởng công chúa đứng dậy, Nhạc Ngưng cũng đỡ phía bên kia, cả ba cùng nhau đi ra ngoài. Giang thị nhìn thấy vậy, trong lòng vui vẻ, cũng đi theo. Sau khi đi dạo một lát ngoài vườn hoa, Giang thị liền đi phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Không lâu sau, Nhạc Thanh đột nhiên xuất hiện từ phía đông với vẻ mặt sốt ruột. "Tổ mẫu, cửu cô nương." Nhạc Thanh từ xa hô lên, bước chân của Tần Hoàn và mọi người khựng lại. Vừa dừng lại, nhạc thanh đã đi tới trước mặt lo lắng nhìn tần hoàn cửu cô nương người phải về kinh thành sao tần hoàn cúi chào sau đó hơi ngạc nhiên nói nhị công tử làm sao biết nhạc thanh nắm chặt hai tay vừa rồi nhìn thấy lục vân lục vân nói lục vân là người hầu của giang thị vừa mới hầu hạ ở nội thất tự nhiên biết tần hoàn phải đi tần hoàn chợt hiểu ra gật đầu nói đúng vậy đại bá ở kinh thành phái tam ca tới đón. Không chỉ có ta, còn có hai tỷ tỷ cũng phải cùng nhau trở lại kinh thành. Nhạc thanh mím môi, mày nhăn lại, vẻ mặt có chút sốt ruột. Thấy nhạc thanh như vậy, tần hoàn chỉ mỉm cười, điện hạ làm sao vậy? Người vừa đi, có phải là sẽ không trở lại cầm châu nữa không? Tần hoàn liếc nhìn nhạc ngưng một cái, do dự nói, không chắc, nhưng thấy Tần Hoàn do dự, Nhạc Thanh hiểu ý nàng, nhìn Tần Hoàn muốn nói lại thôi, nhưng không biết nên nói thế nào. Nhạc ngưng nhíu mày, thái trưởng công chúa cũng híp mắt lại, "Ngươi từ đâu đến? Tiểu thất và chi phủ đại nhân đâu?" Nghe vậy, lòng Tần Hoàn khẽ dao động, đến hầu phủ lâu như vậy, nàng chưa nhìn thấy Yến Trì, vụ án kia vẫn chưa được điều tra xong, Tần Hoàn chỉ nghĩ rằng Yến Trì ra khỏi phủ. Chẳng lẽ hắn không ra ngoài? Nghĩ vậy, Nhạc Thanh đã nói, ở thư phòng nghị sự. Thái trưởng công chúa nói, vậy tốt, người qua nói, nhanh chóng ăn cơm, để họ đến sau. Nhạc Thanh vẫn nhăn mày, nghe vậy không lập tức hành động, nhưng nhìn Tần Hoàn rồi lại không mở miệng được, chỉ đành buồn bực gật đầu rồi đi về phía thư phòng. Nhạc ngưng chớp mắt, nhị ca làm sao vậy? Tần Hoàn cũng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi không nói thêm. Thái trưởng công chúa dường như không có việc gì, chỉ tay về phía phòng khách cách đó không xa, "Đi, chúng ta qua đó ngồi, lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm." Vụ án này trước mắt đã có nhiều người bị điều tra, tất cả nhân lực của viện tuần lý đều được huy động, khởi thảo hồ sơ, kiểm tra đối chiếu sự thật vụ án. Khi mọi việc rõ ràng, chúng ta có thể báo cáo lên triều đình. Hoắc Hoài Tín uống một ngụm trà, trên mặt tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Cuối năm Cẩm Châu xảy ra một vụ án lớn như vậy, nếu không giải quyết được hoặc làm không tốt, đều là sai lầm của hắn. Nhưng nếu hắn làm tốt, vụ án này sẽ trở thành thành tích đáng kể trong hồ sơ kiểm tra của hắn, ít nhất có thể giúp hắn thăng chức lên từ tứ phẩm trong năm tới. Nói xong, Hoắc Hoài Tín nhìn về phía Yến Trì, lần này nhờ có Thế Tử điện hạ hỗ trợ, nếu không, hạ quan chỉ sợ phải tiêu tốn rất nhiều công sức cho vụ án này. À, còn có cửu cô nương nữa hoác hoài tín nhìn yến trì khi hắn nói cửu cô nương không biết có phải ảo giác không mà hắn thấy mắt yến trì sáng lên yến trì không biểu hiện cảm xúc hoác Chi phủ là người chủ lực ta chỉ là hỗ trợ từ bên ngoài hoác hoài tín cười càng tươi hạ quan không dám vụ án này thật sự là do điện hạ chủ trì thấy hai người tranh cãi nhạc quỳnh cười nói các ngươi không cần tranh lần này bóc tách được khối u ác tinh lớn như vậy ở Cẩm Châu, là công lao của cả hai ngươi. Hoác hoài tín cúi đầu chắp tay trước nhạc quỳnh, hầu ra quá khen. Nói xong, hoác hoài tín quay sang nhìn Yến Trì, vụ án này sắp xong rồi, thế tử điện hạ khi nào hồi kinh. Nghe vậy, Yến Trì mắt lộ vẻ trầm tư, hoác hoài tín thấy thế lòng lập tức lo lắng, sợ mình hỏi sai. Nhạc Quỳnh bên này vừa thu lại nụ cười, nói, chắc là sẽ sớm trở về, không thể để vụ án này làm trì hoãn tên tuổi của thế tử. Hoác Hoài Tín nhanh chóng suy nghĩ, dù không phải quan kinh thành, nhưng hắn có nhiều bạn cũ trong triều, biết rõ tình hình triều đình không kém gì Nhạc Quỳnh. Hắn hiểu ý sâu xa trong lời nói của Nhạc Quỳnh, lập tức không nói thêm nữa. chương 207 Yến chỉ nhíu mày, lắc đầu, không cần gấp, ta lại thấy việc đề xuất án sát lần này cũng không tệ. Nhạc Quỳnh hơi ngạc nhiên, ý ngươi là sao, hiện tại đã cuối năm, chính là thời điểm triều đình biến động nhất. Án sát này cuối cùng chỉ là công việc nhàn hạ, chờ đến sau Tết, nếu Thánh Thượng giao công việc nhàn hạ này cho ngươi thì sao? Yến chỉ mỉm cười, vẻ mặt thong dong sóc Tây quân bên kia có phụ thân, hiện tại chiến sự không căng thẳng, nếu để ta ở lại hình bộ thì cũng hợp lý. Dừng một chút, Yến chỉ nói tiếp, huống chi lúc này trở về kinh thành, e rằng có nhiều phiền toái chờ ta, ông vương ngồi trên môi thái tử, càng thêm nhiều toan tính. Nhạc Quỳnh hiểu ra, đúng vậy, triều đình gần đây biến động lớn. Nhạc Quỳnh là công hầu, Yến Trì là hoàng thân chính thống, bọn họ bàn về triều đình, ngay cả thánh thượng cũng có thể nhận xét vài câu, nhưng hoắc hoài tín thì không được. Thân phận của hắn ở Cẩm Châu có vị trí nhất định, nhưng trước Nhạc Quỳnh và Yến Trì vẫn còn thấp hơn. Do đó, khi nghe hai người bàn về triều đình và việc lập thái tử hoắc hoài tín im lặng không nói gì vậy nên chờ sau khi án này được xử lý xong ta sẽ quyết định khi nào về kinh yến trì dứt lời hoắc hoài tín liền nói đúng vậy án này ở tuần lý viện chắc còn phải kéo dài nửa tháng nữa mới có thể rõ ràng vừa dứt lời dương tịch ở ngoài cửa nói hầu ra nhị thiếu gia đến nhạc quỳnh và hai người kia nói chuyện nhiều về việc triều đình mà nhạc thanh hầu như chưa bao giờ dính vào chính sự tranh đoạt. Vì vậy, khi dương tịch ngoài cửa nhắc nhở, giọng nói vừa dứt, ba người đều im lặng, ngay sau đó, tiếng bước chân đã đến trước cửa. Cửa vừa mở ra, nhạc thanh nhanh chóng bước vào, trước gật đầu chào Yến Trì và hoắc hoài tín, rồi nhìn về phía nhạc quỳnh, phụ thân, tổ mẫu mời ngài cùng điện hạ và hoắc đại nhân vào nội viện dùng cơm. Nhạc thanh đến để truyền lời nhưng do chuyện của tần hoàn làm tâm trí hắn rối bời, thần sắc hiện rõ sự lo lắng. nhạc quỳnh nhìn hắn trực tiếp hỏi nội viện xảy ra chuyện gì. nhạc thanh theo bản năng muốn nói không có gì, nhưng lại quyết định nói thật. cửu cô nương đến. yến trì nhướng mày, hoắc hoài tín theo bản năng liếc nhìn yến trì, còn nhạc quỳnh khẽ mỉm cười. cửu cô nương đến là chuyện tốt, sao ngươi lại có vẻ mặt như thế này? không biết còn tưởng là chuyện xấu. Nhạc thanh mím môi, trung dũng hầu phủ ở Kinh Thành đã phái người đến, một là để giúp xử lý tình thế nguy hiểm của tần phủ hiện tại, hai là muốn đưa ba tỷ muội nhà tần phủ về Kinh Thành, cửu cô nương hôm nay đến đề từ biệt, bốn ngày sau nàng sẽ đi. Nghe vậy, nhạc quỳnh và hoác hoài tín đều hơi kinh ngạc nhớn mày. Yến chỉ cũng nhướng mày một chút, ngay sau đó trong mắt lóe lên tia sáng thông minh. Trước đây còn lo lắng khi trở về Kinh Thành họ sẽ cách xa nhau ngàn dặm nhưng bây giờ nàng cũng sẽ trở lại kinh thành yến chỉ trong lòng dâng lên một niềm vui sướng chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp hắn đột ngột như vậy sao bốn ngày sau sẽ đi nhạc quỳnh hỏi nhạc thanh gật đầu có chút thất vọng không phải vậy người của trung dũng hầu phủ đến hôm qua là trung dũng hầu thế tử sợ rằng tuyết rơi trên đường không an toàn nên muốn về kinh thành vào tháng chạp thêm vào tình cảnh của tân phủ hiện tại chắc chắn họ không muốn ở lại cầm châu lâu. Nhạc Quỳnh gật đầu, thật ra lý do này hợp lý, sớm một chút về kinh thành còn có thể ăn Tết đàng hoàng, phía bắc khi tuyết rơi thường phong sơn chặn đường cướp của, mấy cô nương đi cùng đường, thật sự là nguy hiểm. Nói vậy, Nhạc Quỳnh lại có chút lo lắng nói, Trung Dũng Hầu Phủ sẽ đưa cả ba cô nương trở lại kinh thành sao? Khi hắn nói điều này, liếc nhìn qua Yến Trì và Hoác Hoài Tín, họ đều là những người đàn ông trong quyền lực. Tự nhiên nghĩ đến những vấn đề liên quan đến quyền lực, ba người gần như đồng thời nghĩ đến việc dùng nữ tử để tạo lợi thế qua hôn nhân. Hoa hoài tín nhíu mày, hai tiểu thư của tần phủ còn may, ít nhất còn có mẹ và anh trai, nhưng cử cô nương thì cha mẹ đều đã mất, trở về kinh thành tình cảnh chắc cũng không tốt lắm. Hoa hoài tín đồng tình với nhạc quỳnh, cũng thật lòng lo lắng cho tần hoàn, tần hoàn đã giúp hắn nhiều lần, trong lòng hắn vẫn cảm kích. Đúng vậy. Nhạc Quỳnh thở dài, khi đó khoảng cách xa, sẽ ngoài tầm với. Nhạc Thanh nghe nhạc Quỳnh và Hoác Hoài Tín nói vậy, cảm thấy mình đã đến đúng chỗ. Đúng vậy, phụ thân, con cũng nghĩ vậy, cửu cô nương một mình trở về kinh thành, nếu gặp phải phiền toái, chúng ta cũng không thể giúp được. Nhạc Quỳnh thở dài, nhưng Trung Dũng Hầu Phủ đã quyết định rồi, người cũng đã đến, chúng ta cuối cùng vẫn là người ngoài không thể can thiệp. Nói rồi, nhạc quỳnh lại nói trước hết chuẩn bị cho nàng chút đồ dùng sau đó ta và mẫu thân ngươi sẽ bàn bạc thêm nhạc thanh muốn nói rồi lại thôi lo lắng không ngừng cũng lo rằng khi tần hoàn đi họ sẽ không còn gặp lại hơn nữa một hai năm sau tần hoàn rất có thể sẽ bị gả đi nơi khác mà tâm tư của hắn nàng còn không biết nhạc quỳnh thường xuyên ở ngoại viện chỉ thấy con trai mình rất quan tâm tần hoàn nhưng không nghĩ đến việc khác dù sao muốn đi ăn cơm hắn gặp tần hoàn sau đó cùng mẫu thân và phu nhân thương lượng mới tốt nghĩ vậy nhạc quỳnh đứng lên được chúng ta đi ăn cơm trước nhạc quỳnh mời hoác hoài tín đi trước hoác hoài tín vội giơ tay mời hầu ra không cần khách sáo đều là người một nhà ngài cứ đi trước yến trì là hậu bối cũng nhường nhạc quỳnh đi trước nhạc quỳnh liền ôm vai nhạc thanh khi đi ra ngoài nhạc thanh đi theo hai bước không nhịn được hỏi phụ thân Cửu cô nương thật sự phải rời đi sao Nhạc Quỳnh thở dài Đây rốt cuộc là việc của Tân Phủ Người ta đã đến Chúng ta làm sao can thiệp Nhạc Thanh sốt ruột nhăn mặt Nhưng, nhưng Phía trước, Nhạc Thanh hạ giọng nói chuyện với Nhạc Quỳnh Hoác Hoài Tín và Yến Trì thấy vậy liền bước chậm lại Đi phía sau Hoác Hoài Tín liếc nhìn Yến Trì Thấy Yến Trì dường như tâm trạng không tồi Trong lòng hắn cũng khẳng định suy đoán Yến Trì chắc chắn phải về Kinh Thành, nếu Tần Hoàn vẫn ở lại Cẩm Châu, sau này khó mà gặp nhau thường xuyên, giờ Tần Hoàn cũng sẽ trở về Kinh Thành, hai người họ sẽ có cơ hội gặp gỡ. Hoác Hoài Tín khẽ mỉm cười, may mắn hắn đã kịp thời hiểu rõ tâm tư của Yến Trì và không để Hoắc Ninh làm bậy. Không ngờ cửu cô nương phải được đưa trở về, tuy rằng hiện tại cửu cô nương ở Cầm Châu nhưng được hầu phủ quan tâm, nhưng tần phủ ở Cầm Châu thật là nổi tiếng xấu cửu cô nương ở lại đây cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hoác hoài tín biết tâm tư của Yến Trì, nói đon y nói hùa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên, nghe vậy Yến Trì cũng hơi gật đầu, hoác hoài tín liền nói tiếp, cửu cô nương lần này đã giúp chúng ta rất nhiều. Điện hạ cũng biết tính tình và cách làm người của cửu cô nương, sau này điện hạ trở về kinh thành, mong ngài quan tâm cửu cô nương thêm chút. Yến Trì khẽ cười, trên mặt thoáng hiện ý cười nhẹ, chi phủ đại nhân yên tâm, việc này là tất nhiên. Hoác hoài tín cười lớn, nói đến việc cửu cô nương phải đi, thật sự có chút luyến tiếc, nàng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, ta còn định mở tiệc chiêu đãi nàng, nhưng nàng chỉ còn mấy ngày nữa sẽ đi, chỉ sợ không có thời gian dự tiệc, sau đó ta sẽ làm tiện nội chuẩn bị chút đồ ăn dùng cho cửu cô nương mang theo, đường đi về phía bắc, trời giá rét thật làm người lo lắng. Nghe vậy, sắc mặt yến trì càng trở nên tươi tắn, nhưng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt của hắn vẫn dừng trên lưng nhạc thanh phía trước. Từ góc độ của hắn nhìn qua, nhạc thanh vẫn luôn nói gì đó với nhạc quỳnh. Không cần đoán yến trì cũng biết nhạc thanh chắc chắn cũng lo lắng cho tần hoàn và hắn hiểu rõ sự lo lắng đó. Yến trì bỗng nhiên nhíu mày. nhạc thanh tuổi còn trẻ, trượng nghĩa hào hiệp cũng rất có khi phách của tuổi trẻ. yến trì nhìn hắn thấy rõ sự sốt ruột chỉ sợ hắn đột nhiên có đủ dũng khí cầu tình với thái trưởng công chúa, một khi thái trưởng công chúa mở miệng trước, hắn liền mất lợi thế. Nghĩ vậy, Yến chỉ bỗng nhiên nói, cửu cô nương lương thiện nhân hậu, không chỉ được chi phủ đại nhân quan tâm, mà còn được hầu ra một nhà đối đãi như người trong nhà, ngươi xem, nhị công tử sốt ruột như vậy, còn không biết thái trưởng công chúa lo lắng thế nào. Hoác hoài tín nhìn qua, Thấy rõ Nhạc Quỳnh và con trai vẫn luôn nói chuyện, hắn biết Tần Hoàn có vị trí quan trọng trong lòng nhạc gia, liền phụ hỏa, đúng vậy, thái trưởng công chúa cực kỳ yêu thích Cửu cô nương, phu nhân cũng yêu thương nàng, hiện giờ Cửu cô nương muốn rời đi kinh thành, các nàng tất nhiên lo lắng, nhưng trung Dũng hầu phủ người đã đến, như hầu gia nói, dù quan tâm thế nào, hầu phủ rốt cuộc vẫn là người ngoài, thật không tiện nhúng tay. Yến chỉ nheo mắt một cái, thật ra cũng không phải không có cách. nghe vậy, mắt hoác hoài tín lập tức sáng lên. điện hạ có cách. yến chỉ nhấc cằm, giọng điệu tuy vẫn đạm nhiên, nhưng ánh mắt nhìn nhạc thanh lại mang theo chút lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: cửu cô nương trở lại kinh thành là chuyện sớm muộn. điều khiến người ta lo lắng là nàng không có gì để dựa vào. Hoác hoài tín vội nói: vậy ý điện hạ là gì? yến chỉ nhấp môi. Thái trưởng công chúa và phu nhân yêu thích cửu cô nương, quận chúa cũng có tình cảm tỉ muội với nàng, đã như vậy sao không làm quan hệ này gần hơn, sau này hầu phủ có thể can thiệp vào việc của cửu cô nương. Hoắc Hoài Tín sững sờ nhìn Yến Trì, ý điện hạ là là để hầu gia và phu nhân nhận cửu cô nương làm con nuôi. Yến Trì gật đầu, lại nhìn Hoắc Hoài Tín, tuy nhiên, việc này cần một người làm chứng, ta tuổi trẻ bối phận thấp hơn hầu gia và phu nhân, theo ta thấy, chỉ có chi phủ đại nhân là thích hợp. Ánh mắt hoác hoài tín lóe lên, hạ, hạ quan thích hợp. Yến trì cười, hoác chi phủ là quan phụ mẫu của Cẩm Châu, cũng quen biết hầu gia và phu nhân nhiều năm, cũng biết rõ tình trạng của tần phủ, nói là không thích hợp thì không đúng, nếu việc này thành, công lao của hoác chi phủ không nhỏ. Hoác hoài tín lập tức cảm thấy căng thẳng, hắn hiểu rõ ý Yến Trì, nếu lời của Yến Trì thành sự thật, thì vị trí của hắn trong lòng hầu phủ và tần hoàn sẽ trọng hơn nhiều. Được, vậy buổi chiều, ta sẽ nói chuyện này với hầu gia. Hoác hoài tín hiểu rõ ý Yến Trì, lập tức cảm thấy phân khích, ban đầu định chờ buổi chiều tìm thời gian nói với Nhạc Quỳnh, nhưng lại nghĩ đến việc tần hoàn sắp rời đi, liền không muốn chậm trễ thêm nữa. Nói xong, Hoác Hoài Tín ngước mắt nhìn Nhạc Quỳnh, thấy nhạc quỳnh và nhạc thanh dường như đã nói xong hắn liền bước nhanh đến chỗ họ hoác hoài tín biết việc này cần thái trưởng công chúa và giang thị cùng nhau thương lượng chưa có xác định trước chỉ có thể nói với nhạc quỳnh trước vì thế hắn đợi đến lúc nhạc quỳnh đứng một mình mới mở miệng người khác chỉ thấy hai người họ đứng bên ngoài dùng bữa thiên thính nói nhỏ với nhau cụ thể nói gì không ai biết và đúng lúc này từ xa Tần Hoàn đỡ Thái trưởng công chúa chậm rãi đi tới. Khi Thái trưởng công chúa đứng yên, Tần Hoàn lập tức tiến lên hành lễ với nhóm Nhạc Quỳnh. Nhạc Quỳnh thần sắc phức tạp nhìn Tần Hoàn vài lần, thấy cơm chưa dọn xong, liền đi qua đỡ Thái trưởng công chúa, mẫu thân, nhi tử sẽ bồi ngài đi một chút. Thái trưởng công chúa tâm tư nhạy bén, vừa nghe đã biết Nhạc Quỳnh có chuyện muốn nói, lập tức gật đầu, ngưng nhi, ngươi đưa Hoàn Nha đầu vào nghỉ ngơi một chút tiểu thất và thanh nhi bồi hoắc chi phù. Hoắc hoài tín liên tục cười làm lành, nhạc quỳnh đỡ thái trưởng công chúa đi về phía hành lang phía đông. Nhạc thanh và nhạc ngưng thấy vậy tưởng rằng nhạc quỳnh đi cùng thái trưởng công chúa để bàn bạc cách an bài cho tần hoàn vào kinh, liền không để ý, nhạc ngưng nhìn yến trì một lúc, rồi kéo tay tần hoàn vào tiểu thính. Bên này xương, giang thị cùng hạ nhân nhà bếp mang cơm chưa đến, từ xa thấy Nhạc Quỳnh và Thái trưởng công chúa đang nói chuyện gì đó, trong lòng Giang Thị hiện lên sự nghi hoặc, liền bước tới, mẫu thân, hầu ra, có chuyện gì vậy? Nhạc Quỳnh thấy Giang Thị xuất hiện liền vẫy tay, ngươi lại đây, có việc muốn thương lượng với ngươi. Giang Thị hơi kinh ngạc, vội vàng bước tới, xảy ra chuyện gì? Nhạc Quỳnh suy nghĩ một chút, rồi thuật lại lời vừa nói với Thái trưởng công chúa cho Giang Thị. Giang Thị đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng a à, sao ta không nghĩ ra hầu ra thật anh minh nhạc quỳnh cười là hoác huynh nhắc ta mới nhớ ra việc này nhà chúng ta trước giờ chưa từng làm vậy nên ta không nhớ tới hoác huynh nhắc tới ta liền thấy rất có lý không nói chuyện khác chỉ nói cửu cô nương cứu mạng mẫu thân chúng ta phá lệ cũng đáng huống chi các ngươi thích tính tình của cửu cô nương ngưng nhi cũng lần đầu tiên thân thiết với cô nương khác như vậy Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 208. Giang Thị gật đầu, tự nhiên là như thế, ta thấy Ngưng Nhi và Hoàn Nhi tình cảm chị em rất tốt. Gần đây tính tình của Ngưng Nhi cũng hoạt bát và ôn nhu hơn nhiều, làm ta thật sự nhẹ nhõm, hầu ra, việc này phải làm nhanh, Hoàn Nhi cần phải đi rồi. Nhạc Quỳnh cũng gật đầu, ta và mẫu thân đang bàn bạc về chuyện này. Giang Thị nghe vậy vui mừng ra mặt, Thái hậu lại có ánh mắt trầm tư nhìn về hướng thiên thính, nàng nhìn hoắc hoài tín, rồi nhìn yến trì, cuối cùng dừng ánh mắt ở nhạc thanh, chỉ là sợ rằng sẽ khổ cho thanh nhi. Nghe vậy, nụ cười của Giang Thị cũng cứng lại, đúng vậy, dường như thanh nhi có tình cảm đặc biệt với Hoàn Nhi. Nhạc Quỳnh hơi kinh ngạc, thật vậy sao? Vậy đến lúc đó, Thái hậu bỗng nhiên ánh mắt kiên quyết, tựa như đã quyết định, thanh nhi và Hoàn Nhi không hợp nên sớm cắt đứt ý nghĩ của hắn, tránh làm khổ chính mình, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Giang thị nghĩ đến nhạc thanh còn do dự, nhạc quỳnh nói, nhưng mẫu thân, liệu cửu cô nương có đồng ý hay không? Thái hậu nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong mắt đầy vẻ tự tin, tiểu nha đầu đó nghĩ rằng mình kiên cường, nhưng ta nhìn thấu, ai tốt với nàng thì nàng không thể từ chối, việc này ta quyết định. Nói rồi, Thái hậu ngừng cầm, đi. Mồi xuống nói chuyện. Nói xong, Thái Hậu đi về hướng thiên thính, khi đến nơi, thấy bàn tiệc đã bày sẵn, Thái Hậu đi đến chủ vị ngồi xuống, nhạc ngưng cũng nhanh chóng kéo Tần Hoàn đi theo, Giang Thị thở dài nhìn nhạc thanh, mời mọi người khác ngồi xuống, Tần Hoàn ngồi bên tay trái của Thái Hậu. Mọi người vừa ngồi xuống, Thái Hậu giọng nghiêm túc, có một việc mà ta và Quỳnh Nhi vừa mới quyết định. Nghe lời này, ngoại trừ Yến Trì và Hoác Hoài Tín, những người khác đều tò mò đôi chút thái hậu nhìn về phía tần hoàn nói ta muốn quỳnh nhi và tĩnh xu nhận tần hoàn làm nghĩa nữ từ nay về sau nàng là cháu gái của ta là em gái của ba chị em ngưng nhi vinh nhục họa phúc đều cùng hầu phù của chúng ta yến chỉ mưu mô thái hậu hơi nghiêm túc nói tần hoàn kinh ngạc hai mắt mở to một bên nhạc thanh không tin nổi mắt mở to cái gì nhận cửu cô nương làm nghĩa nữ. Nhạc thanh cảm thấy một luồng nhiệt huyết sông lên đầu, muốn nói điều gì đó, nhưng trong đầu rối loạn, đối mặt với người khác thì không sao. Nhưng hắn đối mặt với chính ruột thịt tổ mẫu của mình, hắn nghe rõ tổ mẫu nói, chuyện này là do phụ thân, mẫu thân và tổ mẫu cùng quyết định, nhạc thanh biết, việc mà ba người quyết định cùng nhau thì không thể thay đổi. Thái hậu nhìn nhạc thanh một cái, có chút thương cảm, nhưng lại kiên quyết và chân thật, Bên này, tần hoàn sau cu sốc thì phục hồi tinh thần, thái hậu chuyện này ta có thể nào? Thái hậu nắm chặt tay tần hoàn, người sắp phải đi kinh thành, lần này đi không biết khi nào mới gặp lại. Từ Cẩm Châu đến kinh thành xa xôi ngàn dặm, chúng ta không giúp được gì. Đây là ta và bọn họ cùng nhau thương lượng, ngươi không cần từ chối. Chuyện này sẽ khiến Hoắc Chi phủ làm nhân chứng, trong hai ngày tới sẽ quyết định. Tần Hoàn muốn nói rồi lại thôi, Thái hậu, chuyện này không thích hợp. Thái hậu hừ nhẹ, sao lại không thích hợp? Ta đã quyết định, ngay cả thánh thượng cũng phải tán thành, không có gì là không thích hợp. Theo lý thì hầu phủ nhận nghĩa nữ phải tổ chức đại yến, nhưng tính tình của ngươi không thích ồn ào, thời gian cũng không còn nhiều, đại yến bỏ qua, chỉ cần hoắc chi phủ ra mặt, thông báo với tần phủ phu nhân. Sau đó tổ chức tiệc nhỏ tại hầu phủ, mời tần phu nhân và ngươi cùng nhị ca đến. Ngươi tuy không có cha mẹ nhưng còn có thân tộc, dù là nhận nghĩa nữ cũng không phải đổi họ, ngươi vẫn là tần phù cửu cô nương, chỉ là diêu ra chúng ta có thêm một tiểu thư, thế nào? Trong lòng tần hoàn dâng trào cảm xúc, nàng hiểu rõ ý của Thái Hậu, không phải là muốn nàng đổi họ, cũng không cần ghi danh vào gia phả diêu thị, chỉ là cho nàng một thân phận, một thân phận nghĩa nữ của An Dương Hầu, để nàng có chỗ dựa. Tần hoàn cắn chặt môi, Thái Hậu, ngài và Hầu gia phu nhân đã đối xử với ta quá tốt ta không thể tham lam hơn nữa trong lòng tần hoàn có chút rối loạn nàng không ngờ thái hậu và vợ chồng giang thị lại quyết định nhanh như vậy nàng xác định cần chỗ dựa nhưng khi nghĩ đến mục đích trở lại kinh thành nàng lập tức lo lắng nếu có sơ xuất không biết có làm liên lụy đến hầu phủ hay không rốt cuộc đó là một vụ án thiết án của thiên tử thái hậu lắc đầu đây không phải chuyện tham lam hay không chuyện này đã quyết định rồi tần hoàn còn muốn nói tiếp thái hậu nhìn nàng nghiêm túc hay là ngươi xem thường hầu phù tần hoàn cười khổ tất nhiên là không chỉ là không có gì chỉ là chuyện này ta đã quyết định không ai được nghi ngờ ngươi cũng vậy nói rồi thái hậu nhìn nhạc quỳnh quyết định ngày sau khi giá nhi trở về lúc đó hoác đại nhân cũng sẽ đến hoác hoài tín vội cười nói tốt tốt nghe theo thái hậu Thái hậu gật đầu, chờ lát nữa làm Quỳnh Nhi tiếp nhận lễ, sáng sớm ngày mai ngươi đi tần phủ một chuyến. Hạ quan hiểu rồi, xin Thái hậu yên tâm. Hoác hoài tín cam đoan, Thái hậu liền nhìn quanh bàn, tốt, mọi người dùng cơm đi. Giọng nói vừa dứt, Giang thị vội chia thức ăn cho Thái hậu, tần hoàn còn đang ngơ ngác. Thái hậu vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng không nói thêm gì, bên này, nhạc ngưng kéo tần hoàn, giờ ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta tần hoàn nghe vậy cười khổ không biết nói gì nhạc ngưng vừa gắp đồ ăn cho tần hoàn vừa nói được rồi không cần cười khổ phụ thân mẫu thân vốn đã yêu thương ngươi như con gái giờ chỉ là trở nên danh chính ngôn thuận sau này ta đến tìm ngươi chơi cũng hợp lý hơn tần hoàn trong lòng có chút cảm xúc muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu thái hậu thấy vậy cũng gắp đồ ăn cho nàng tần hoàn vội cầm đũa thái hậu mới khẽ cười đối với mọi người đây là một việc vui, hơn nữa có hóc hoài tín ở đây, nói lời hay, không khí trên bàn nhanh chóng trở nên sôi nổi, nhạc thanh cũng ăn cơm, nhưng khuôn mặt đã cứng đờ, bữa cơm này hắn còn ăn không biết mùi vị hơn cả tần hoàn. Sau khi ăn xong, Thái Hậu kéo tần hoàn trở về sân của mình, Giang Thị và nhạc Quỳnh kéo hóc hoài tín đi bàn bạc chi tiết về lễ thỉnh Yến, Yến chỉ ra ngoài hầu phủ làm việc. Nhạc Thanh buồn bực trở về sân của mình. Tần Hoàn và Nhạc Ngưng mỗi người đỡ một bên Thái Hậu, trong lòng Tần Hoàn vẫn còn chút bất an, "Thái Hậu, ta biết ngài và hầu gia phu nhân sợ ta không có chỗ dựa mà bị người khác khi dễ, nhưng không nhất thiết phải như vậy, ân huệ này quá lớn." Thái Hậu hừ nhẹ, "Đây không phải là ân huệ, ngươi là người nhà, sao có thể nói là ân huệ." Tần Hoàn cảm động trong lòng, nhưng trên mặt nụ cười lại có chút cay đắng, Thái Hậu thấy vậy, chỉ vỗ mờ u bàn tay nàng nói, Ngươi đứa nhỏ này, tính tình ngươi tuy nhân hậu lương thiện, nhưng ta thấy ngươi trong cách xử thế vẫn có chút lạnh lùng. Cha mẹ ngươi mất sớm, không có huynh đệ, ở chỗ đại bá và tam thúc cũng chịu khổ. Ngươi sợ mà không dám gần gũi với ai đúng không? Ngươi yên tâm, dù nhận ngươi làm nghĩa nữ cũng không bắt ngươi coi ta là tổ mẫu. Sao trước giờ thì vẫn vậy, chúng ta chỉ muốn giúp ngươi chút. Tần Hoàn nghe vậy, không còn tỏ vẻ không muốn nữa, vội nói, không, không phải, được hầu gia phu nhân nhận làm nghĩa nữ là phúc phần của ta. Phúc phần này ta chưa từng nghĩ tới, giờ lại đến với ta, khiến ta có chút sợ hãi. Ngài và hầu gia phu nhân tốt với ta, ta đều ghi nhớ, còn tốt hơn người trong tộc. Tần Hòa nói vậy, không thể phủ nhận Thái Hậu đã chạm đến nỗi đau. Nàng không phải cửu tiểu thư, tự nhiên không phải chỉ vì bị đại bá và tam túc khinh khi mà không dám gần gũi người khác. Trong lòng nàng, người thân cận nhất là phụ mẫu họ đều đã mất mới chỉ hai tháng tần hoàn trong tâm lý thật sự chưa định coi ai là người thân nhưng lời của thái hậu lại khiến nàng trong lòng sinh ra chốt thẹn ý sau đó cũng bắt đầu chấp nhận chuyện này thái hậu nắm tay nàng nói con ngoan ngươi phải biết rằng chúng ta đều thấy tính tình ngươi vì ngươi tốt mà giúp đỡ không phải là ngươi nhận được những thứ không xứng đáng tần hoàn nghe vậy lòng cảm thấy an tâm hơn nhận ân huệ lớn khiến nàng bất an nhưng nghĩ đến, sau này nàng không còn cô đơn, có người thật lòng yêu thương, đối với nàng không có cha mẹ, thật sự là ân huệ. Tần Hoàn gật đầu, đúng, ngài nói đúng. Thái hậu thấy Tần Hoàn thả lòng, mới biết nàng đã chấp nhận chuyện này, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tần Hoàn rồi lại nhìn nhạc ngưng, thỏa mãn thở dài, ta chỉ có Quỳnh Nhi là con, nhưng lại có cháu trai cháu gái đầy đủ, tốt, tốt lắm. Ta phải sống ít nhất thêm 10 năm nữa nhạc ngưng cười nói mười năm là không đủ có tứ muội ở đây ngài phải sống hai ba mươi năm nữa mới được nhạc ngưng gọi một tiếng tứ muội khiến tần hoàn giật mình phải biết rằng nàng và nhạc ngưng cùng tuổi nhưng trong mắt tần hoàn nhạc ngưng vẫn còn là cô bé chưa trưởng thành giờ gọi nàng là muội muội thật khiến nàng cảm thấy kỳ lạ nhạc ngưng dường như thấy sưng hô này rất tự nhiên quay đầu lại nói phải không tứ muội giọng nói của nàng đầy hào khí ra vẻ trưởng bối tần hoàn kéo kéo khóe môi chỉ muốn cười đành gật đầu đúng vậy thái hậu tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi thái hậu thấy hai người như vậy cũng cười không cần sống lâu trăm tuổi chỉ cầu chúng ta có thể bốn thế hệ cùng chung sống bên này còn đang nói chuyện bên kia hoác hoài tín đã cùng vợ chồng nhạc quỳnh thương lượng xong nhờ yến trì nhắc nhở chuyện này nhanh chóng thành công Hoác Hoài Tín càng thêm cảm thấy Tần Hoàn là người quan trọng trong hầu phủ, cũng cảm kích Yến Trì. Khi chuyện này quyết định, hắn làm nhân chứng tự nhiên có thể cùng hầu phủ quan hệ thêm bền chặt. Hoác Hoài Tín vui tươi hớn hở ra khỏi hầu phủ, hướng nhà mình mà đi, tâm trạng trên đường đi rất vui vẻ, vừa đi vừa nghĩ ngày mai sẽ nói thế nào ở Tần Phủ, nghĩ một lúc, hắn lại lắc đầu, dù Tần Phủ có khó khăn, nhưng họ cũng sẽ không từ chối hầu phủ nhận Tần Hoàn làm nghĩa nữa. Hoắc Hoài Tín thu hồi tâm tư, không muốn nghĩ nhiều, hắn biết phu nhân Tần Phủ, Lâm Thị và nhị thiếu gia Tần Lệ đều không phải là người khó nói chuyện, ngày mai đi, họ còn phải cảm tạ hắn. Nghĩ vậy, Hoắc Hoài Tín nhanh chóng vào phủ, chưa đi được vài bước đã gặp Hoắc Ninh đang muốn đi ra, Hoắc Hoài Tín nhíu mày, người muốn đi đâu? Hoắc Ninh mang theo chút lúng túng, khẽ biến sắc, ho nhẹ một tiếng, đi ra ngoài dạo chơi hoác hoài tín hừ nhẹ, tâm trạng tốt nên không muốn khó xử Hoắc ninh, sớm trở về. Hoác ninh nghe vậy liền nhẹ nhõm, nghĩ rằng hoác hoài tín sẽ không để hắn ra ngoài, nhìn hoác hoài tín vài cái, bỗng phát hiện tâm trạng của hoác hoài tín rất tốt, liền tiến lên hỏi, phụ thân, có chuyện gì mà ngài vui thế? Hoác hoài tín ngẩng cao cầm, hầu phủ muốn nhận cửu cô nương làm nghĩa nữ, muốn ta làm nhân chứng. Hoắc Ninh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt mở to cười lớn. Ha 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 ha, lần này nhạc thanh sẽ khóc. Hoác hoài tín dừng bước, cái gì? Nhị thiếu gia của hầu phủ, chuyện này liên quan gì đến hắn? Hoác ninh tiếp tục cười, nhạc thanh có ý với tần hoàn, giờ nhận làm nghĩa nữ, họ thành huynh muội ý định của nhạc thanh cũng phải thất bại rồi. Hoác hoài tín nghe vậy liền sững sờ, nghĩ đến yến trì đã cho hắn gợi ý, lưng bỗng toát mồ hôi lạnh điện hạ vào bằng cách nào? cái gì? An Dương hầu muốn nhận cửu muội muội làm nghĩa nữa. Tần lệ đứng dậy từ vị trí của mình, vẻ mặt kinh ngạc ở phía chủ vị, hoắc hoài tín cười lớn gật đầu. đúng vậy, người cũng biết cửu cô nương luôn chăm sóc thái hậu, rất được thái hậu và hầu gia phu nhân yêu mến. việc này do thái hậu quyết định, hầu gia và phu nhân đều rất tán thành. Tần lệ từ từ lấy lại tinh thần sau cú sốc, trong lòng hiểu rõ, đúng vậy. Tần Hoàn vốn thường xuyên đến hầu phủ, quận chúa cũng thường đến tìm Tần Hoàn chơi đùa, Tần Lệ bình tĩnh lại, chuyện này chuyện này đối với cử muội muội là điều tốt, chỉ không biết hầu phủ có tính toán gì. Chương 210. Phục Linh thì thầm một câu, nhưng Tần Lệ nhìn Tần Hoàn mới thấy thật sự kinh diễm. Tần Hoàn mặc vào chiếc váy mà hắn đã mua, váy trắng tinh như xương như tuyết, tay áo rộng bay phất phơ, hợp với vẻ thanh thoát của Tần Hoàn trên váy chỉ thêu hoa lan bằng chỉ bạc, tăng thêm vài phần ôn nhu. Hơn nữa, Tần Hoàn có vóc người đẹp, bộ váy này mặc vào càng làm nàng thướt tha duyên dáng, khiến Tần Lệ trong lòng thở dài, nhan sắc của Tần Hoàn như thế, nếu không dựa vào thật sự khó mà tin nổi. Nhị ca, Tần Hoàn cúi chào, cảm ơn nhị ca. Tần Lệ biết nàng cảm ơn vì điều gì, vội nói, cảm ơn gì chứ, đều là người nhà cả. Người nhận lấy những thứ này, ta mới yên lòng, lát nữa mẫu thân sẽ tới." Đang nói, Lâm thị được hai thị nữ đỡ đi chậm rãi tới, do phải đi hầu phủ dự tiệc, hôm nay Lâm thị đã thay y phục mới và trang điểm kỹ, vẻ mệt mỏi vì bệnh tật bị son phấn che bớt đi, nhìn từ xa vẫn thấy Lâm thị là một quý phu nhân nhà họ Tần. "Mẫu thân." Tam thúc mẫu, Tần Lệ và Tần Hoàn đồng loạt tiến lên cúi chào, Lâm thị mỉm cười nhẹ nhàng thân thiết đưa tay về phía Tần Hoàn, Tần Hoàn vội đỡ lấy Lâm Thị. Tần Lệ thấy Lâm Thị như vậy thì thầm hư một tiếng, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn nhiều. Lần này là đi hầu phủ dự tiệc, nếu Lâm Thị có sơ suất trong lễ nghĩa, đó là làm mất mặt Tần Hoàn, là mất mặt Tần Hoàn tức là làm mất mặt hắn. Lâm Thị nắm tay Tần Hoàn, hò nhẹ hai tiếng nói, con ngoan, hầu phủ coi trọng con là phúc khí của con. Tần Hoàn mỉm cười, là do hầu gia và phu nhân đối đãi tử tế. Là tử tế, nhưng cũng không dễ dàng thu nhận người làm nghĩa nữ, còn thật có phúc. Sau này như hiếu thuận nghĩa phụ nghĩa mẫu. Lâm thị nói với giọng ôn nhu, cực kỳ giống như lúc hầu hạ trước mặt tường thị. Tần hoàn tất nhiên là vâng lời, mọi người cùng hướng tới cổng phủ để lên xe ngựa. Ban đầu đã chuẩn bị ba chiếc xe ngựa, nhưng khi tới trước xe, Lâm thị lại nói, để Hoàn Nhi đi cùng ta, không cần chuẩn bị nhiều xe ngựa như vậy. Tần Hoàn không còn cách nào, đành phải đi cùng Lâm Thị lên một chiếc xe. Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Lâm Thị bắt đầu trò chuyện với Tần Hoàn, đầu tiên hỏi về sinh hoạt hàng ngày ở hầu phủ, hỏi về những điều công chúa yêu thích, rồi bóng gió hỏi xem gia đình hầu phủ có rời Cẩm Châu trở về kinh thành hay không. Tần Hoàn chỉ trả lời những câu hỏi dễ, còn những câu không muốn đáp thì né tránh. Cuối cùng Lâm Thị bỗng nắm tay Tần Hoàn nói, Hoàn Nhi, tuy con nhỏ hơn Tương Nhi và Sương Nhi một tuổi, nhưng trong ba người, con là người trầm ổn nhất. Khi các con đi, ta phải nhờ con chăm sóc hai đứa nó. Tần Hoàn chớp mắt, tam thúc mẫu quá khen, nếu nói về sự trầm ổn, con vẫn chưa bằng ngũ tỷ. Lâm Thị thở dài, Tương Nhi đứa nhỏ này, nhìn thì không hoạt bát bằng Sương Nhi, nhưng thực ra cũng chưa từng trải. Ta rất lo lắng suốt hành trình này, con đã từng ở kinh thành, nhưng Tương Nhi và Sương Nhi chưa từng. Ta sợ rằng khi hai đứa tới kinh thành lạ lẫm sẽ không quen. Đến lúc đó phải nhờ con chăm sóc chúng." Tần Hoàn cúi mắt chớp một cái, dựa chúng ta là tỉ muội, tất nhiên sẽ chăm sóc lẫn nhau. "Tam Túc mẫu hãy yên tâm." Nghe vậy, Lâm Thị mới từ từ thở ra, "Tốt, tốt, nghe con nói vậy ta mới yên tâm." Lâm Thị thở dài, rồi lại nhắc tới Tần Sâm, giọng nói nghẹn ngào, dường như hoàn toàn quên rằng Tần Sâm đã hại Tần Hoàn. Tần Hoàn chỉ nghe một cách thờ ơ, thấy Tần Hoàn không đáp lời, Lâm Thị mới ngừng lại, ánh mắt vừa chuyển, lại nói, "Ta nhớ lúc cha mẹ con mất, sản nghiệp của nhị phòng đã được giao cho tộc quản lý, không biết đại bá con đã nói thế nào." Nghe vậy, trong lòng Tần Hoàn sinh ra vài phần nghi vấn, khi cha mẹ nàng mất, nàng mới 9 tuổi tất nhiên không thể quản lý sản nghiệp của gia đình, giao cho tộc cũng không có gì lạ. Chỉ là nàng chưa từng nghe Phục Linh nhắc tới chuyện này, lúc này Lâm Thị hỏi, nàng nên đáp lại thế nào? Tần hoàn đảo mắt, chuyện này đã lâu lắm rồi, ta cũng đã quên. Ánh mắt Lâm Thị hơi trầm xuống, ta nhớ năm đó sản nghiệp của nhị phòng không nhỏ, hiện giờ không biết ra sao rồi. Tần Hoàn không quan tâm đến chuyện này, trở về kinh thành, điều đầu tiên nàng nghĩ tới là điều tra vụ án của phụ thân, nàng biết rõ chuyện này khó khăn, không hề nghĩ tới tranh giành sản nghiệp của gia đình. Thấy Tần Hoàn không nói tiếp, Lâm Thị liền im lặng, không lâu sau, xe ngựa vững vàng dừng lại trước hầu phù. Khi xe ngựa dừng lại, giọng của nhạc ngưng liền vang lên. Đến rồi, mau đi thông báo với lão phu nhân. Tần Hoàn mỉm cười, vén màn xe bước xuống, nhạc ngưng thấy vậy lập tức tiến lên đón. Sao không tới sớm hơn chút?" Vừa dứt lời, lại thấy Lâm Thị bước ra từ trong xe, Tần Hoàn đỡ một phen, Lâm Thị đứng yên trên mặt đất rồi hơi cúi chào, "Quận chúa." Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoàn, rồi nhìn Lâm Thị, cười và tránh lễ của Lâm Thị, "Phu nhân không cần đa lễ, mau vào đi." Vừa dứt lời, Tần Lệ cũng từ phía sau bước lên, hắn cung kính chào Nhạc Ngưng, cử chỉ rất phong độ, Nhạc Ngưng nhướng mày, cười nói: hôm nay không cần đa lễ mời mọi người vào tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân đều đang chờ lâm thị rất thân mật nắm tay tần hoàn tần hoàn biết rõ ý định của lâm thị nên tạm thời theo nàng mấy người nhanh chóng vào hầu phủ lâm thị và tần lệ không phải lần đầu tới hầu phủ để giữ thể diện cho tần phủ cả hai đều chú ý lễ nghĩa chu toàn không lâu sau họ được đưa tới phòng khách để tiếp khách hôm nay tuy không phải là tiệc lớn nhưng Tần Hoàn nhận thấy thính đường đã được trang hoàng lại hoàn toàn, bên trong và ngoài đều được đặt những bồn cảnh mới. Tần Hoàn cảm động vì những chi tiết này, vừa vào thính đường liền cúi chào Thái trưởng Công Chúa và những người khác. Trong chính sảnh, Thái trưởng Công Chúa ngồi ở thượng thủ vị, vợ chồng Nhạc Quỳnh ngồi bên trái, vợ chồng Hoác Hoài Tín ngồi bên phải, đang nói chuyện vui vẻ. Khi Tần Hoàn và hai người khác vừa vào, Vợ chồng Nhạc Quỳnh và vợ chồng Hoắc Hoài Tín liền vội đứng lên. Bái kiến Thái trưởng công chúa điện hạ, bái kiến hầu gia. Lâm Thị nhún người hành lễ, Giang Thị vội tiến lên đỡ nàng. Thái trưởng công chúa ngồi ở thượng thủ vị cười nói, "Hôm nay không cần câu nệ lễ nghĩa, chúng ta tụ họp vì hoàn nha đầu, sau này coi như thân thiết hơn, hoàn nha đầu, lại đây." Lúc này Tần Hoàn mới có thể rời khỏi Lâm Thị, Tần Lệ cũng chào hỏi hắn là tiểu bối, nhạc quỳnh và mọi người nhận lễ của hắn, giang thị liên tục khen vài câu. Thái trưởng công chúa nắm tay tần hoàn, nhìn từ trên xuống dưới vài lần, không nói thẳng rằng nàng hôm nay xinh đẹp, chỉ liên tục gật đầu, ừ. Thật tốt, thật tốt, trong phòng có nhạc thanh và nhạc giá, thái trưởng công chúa liền cười nói, hai người đưa nhị thiếu gia ra, ra ngoài chơi một lát. Ngưng Nhi và Hoàn Nha đầu ở lại trò chuyện với ta. Tĩnh Xu, người dẫn hoác phu nhân và người của tần phủ đi uống trà một lát giờ lành còn sớm mọi người cứ tự nhiên quỳnh nhi cùng hoác đại nhân đi thư phòng đi thái trưởng công chúa vừa phân phó xong những người khác tự nhiên đồng ý nhạc thanh vốn không vui nhưng có nhạc giá ứng đối tự nhiên mời tần lệ ra ngoài đi võ trường diễn võ tần lệ không từ chối dù không lành nghề về võ đạo nhưng cũng không muốn phá hỏng hứng thú lâm thị trước đây tuy đã tới hầu phủ và gặp mặt giang thị nhưng chưa từng nói chuyện thân mật lần này gặp thái trưởng công chúa lại cùng giang thị trò chuyện như bạn thân khó tránh khỏi có chút lúng túng nguyên thị đi cùng hoắc hoài tín càng thêm phiền lòng trong nội trạch nàng đã nghe về tần hoàn và con trai mình không chỉ nghe qua mà còn phản đối chuyện này ngay lập tức coi tần hoàn là người không biết tự lượng sức mình chỉ vì tần hoàn xuất thân từ tần thị nhưng cha mẹ đều đã mất thân thế không bằng người khác hơn nữa từ trước cửu tiểu thư có tính tình mềm yếu nguyên thị càng không ưa nhưng khi tần hoàn bước vào nguyên thị lại ngạc nhiên mở to mắt nếu không biết trước hôm nay là vì chuyện gì nguyên thị gần như cho rằng tần hoàn là quận chúa hoặc công chúa từ kinh thành tới không chỉ là tần phủ ở cẩm châu mà toàn bộ cẩm châu có nhà ai có nữ nhi có thể so sánh với tư dung và phong thái của Tần Hoàn. Trong lòng Nguyên Thị có cảm xúc hỗn độn, nghe nói con trai mình cũng đã tiến vào, lại càng thêm suy nghĩ, ngay lập tức hối hận. Hầu Phủ đã nhận Tần Hoàn làm nghĩa nữ, từ đó Tần Hoàn trở nên hoàn hảo, không thể chê trách. Đừng nói là nhập gia hoắc làm con dâu, mà ngay cả gà cho một hoàng tử cũng là rất phù hợp. Nguyên Thị ngồi đối diện Giang Thị, so với Lâm Thị, nàng và Giang Thị hiểu biết nhau hơn, nhưng nàng rõ ràng có chút buồn bã. Ba người nói cười, nhưng nụ cười trên mặt Nguyên Thị nhẹ nhàng, trong lòng lại đắng như ăn hoàng liên. Bên này trong sương phòng, Thái trưởng công chúa nhìn Tần Hoàn nhẹ giọng hỏi, nhìn Lâm Phu Nhân đối đãi ngươi thân thiết thật, nhưng không biết thật hay giả. Thái trưởng công chúa nói lời này với ánh mắt hiểu rõ và rào hoạt, như đã nhìn thấu Lâm Thị. Tần Hoàn thấy bộ dạng này không khỏi bật cười, nhẹ nhàng nói nửa thật nửa giả thái trưởng công chúa hừ nhẹ một tiếng ta biết ngay tần hoàn cười nói thái trưởng công chúa không cần để ý nàng cũng có nỗi khổ của mình thái trưởng công chúa ngầm cằm lên ta chẳng để ý nàng làm gì chỉ là nếu nàng thật sự đối đãi ngươi tốt ta cũng sẽ không bạc đãi nàng trước mắt nếu là nửa thật nửa giả thì lễ nghĩa ở hầu phủ tự nhiên chu đáo là được nhạc ngưng nghe bật cười nhìn tần hoàn nói ngươi lo lắng gì chứ tổ mẫu ở đây là rõ ràng nhất huống chi tần phủ hiện tại như vậy tổ mẫu tự nhiên sẽ không để các nàng lợi dụng tình thế tần hoàn mím môi là ta hẹp hòi thái trưởng công chúa lắc đầu thở dài là ngươi quá thiện tâm nhưng cũng không cần so đo với bọn họ cứ nhìn họ tự làm hỏng cuộc sống tốt đẹp trời đã phạt họ rồi nói rồi thấy thị nữ mang trà vào Thái trưởng công chúa vội mồi nghiêm chỉnh, Tần Hoàn và Nhạc Ngưng liếc nhau chỉ muốn cười. Nhạc Ngưng thở dài, tổ mẫu từ khi khỏe lại càng ngày càng giống trẻ con. Thái trưởng công chúa hừ nhẹ một tiếng, ta đã thấy rõ rồi. Trước đây ta phải giữ nhiều quy củ, bây giờ thì mặc kệ hết. Ba người trò chuyện, không lâu sau Dương Tịch tiến vào báo, giờ lành sắp tới rồi. Nghe vậy, Thái trưởng công chúa liền sai người mời mọi người trở lại trong chính đường đã bố trí bàn cúng, trên bàn cúng năm sinh, thờ cúng tổ tiên nhà nhạc, khói hương bay nghi ngút. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thị mới biết hầu phủ coi trọng việc nhận nghĩa nữ như thế nào. Hoác hoài tín chủ trì nghi thức, trước tiên đọc một đoạn văn cát tường, sau đó để tần hoàn dập đầu dâng hương trước bàn thờ tổ tiên nhà nhạc. Sau đó, nàng lại dập đầu dâng trà cho thái trưởng công chúa và vợ chồng nhạc quỳnh ngồi ở thượng thủ vị tần hoàn ngoan ngoãn gọi nghĩa phụ nghĩa mẫu khi đến trước thái trưởng công chúa nàng bỗng không biết gọi thế nào giang thị cười nói đứa nhỏ mốc tất nhiên là gọi tổ mẫu tần hoàn ửng đỏ mặt nhẹ nhàng gọi một tiếng tổ mẫu tiếng gọi này khiến lòng nàng đau xót phải biết rằng cha mẹ nàng mất sớm nàng chưa từng có tổ mẫu mà thái trưởng công chúa đã đối đãi nàng rất tốt thời gian nàng bầu bạn với thái trưởng công chúa cũng nhiều Tình cảm này tự nhiên không giống bình thường. Thái trưởng công chúa đáy mắt đầy cảm thán, sai người mang đến một chiếc hộp gỗ mun, "Đây là lễ vật ta và nghĩa phụ nghĩa mẫu con chuẩn bị, con nhận lấy." Dương Tịch tự mình mang hộp đến, "Tứ tiểu thư, ngài nhận lấy." Tiếng gọi Tứ tiểu thư. Này ứng với thân phận của Tần Hoàn, nàng nhận lấy chiếc hộp, cảm thấy không nặng lắm, bên trong có vẻ không phải đá quý hay ngọc khí lâm thị và vợ chồng hoác hoài tín nhìn đều nghi hoặc việc nhận nghĩa nữ thường tặng lễ vật quý trọng nhưng hộp trong tay tần hoàn không lớn chẳng lẽ đầy một hộp đá quý nghĩ vậy nhưng nhìn dáng vẻ tần hoàn ôm hộp dường như không nặng lắm mấy người trong lòng hơi nghi hoặc nhưng với kiến thức rộng rãi của hoác hoài tín hắn đã nhận ra có lẽ trong hộp là vật còn quý hơn cả một hộp đá quý đa tạ tổ mẫu đa tạ nghĩa phụ nghĩa mẫu tần hoàn cúi chào bên này trong sương phòng nhạc giá cười tiến lên nói tứ muội muội đây là lễ vật của ta nhạc giá tính tình thuần hậu chính trực giống nhạc quỳnh rất có phong thái của trưởng huynh hắn tặng tần hoàn một nghiên mực màu thâm trầm chắc là đã chọn lựa kỹ từ bộ siêu tập của hắn tần hoàn nhận lấy vội cúi chào đa tạ đại ca giọng nói vừa dứt nhạc thanh bước lên qua hai ngày hắn đã bình tĩnh lại nhìn khuôn mặt tinh xảo của tần hoàn hắn có chút ngượng ngùng sờ mũi tớ muội muội ta không có những thứ tốt như các nàng đây là vài quyền y thư chuẩn bị cho ngươi lễ vật có chút đơn giản ngươi đừng trách chương 209 trăm linh hoài tín nhìn thấy tần lệ mặt lộ vẻ vừa lòng tươi cười công chúa nói rằng vốn dĩ nên tổ chức một yến tiệc lớn nhưng vì cửu cô nương muốn đi thời gian không kịp nên tính toán vào ngày mai mở tiệc tại hầu phủ mời tần phu nhân và nhị thiếu gia đến hầu phủ tiện lợi kết thúc buổi lễ tần lệ vội gật đầu công chúa đã suy xét kỹ lưỡng nếu vậy ta sẽ đi nói cho mẫu thân hoác hoài tín cười và gật đầu được vậy nhờ nhị thiếu gia mang những lễ vật này cho tần phu nhân xem qua ta sẽ chờ tin tức từ nhị thiếu gia khi các ngươi đã định xong ta sẽ đến hầu phủ báo cáo tần lệ định nói không cần chờ tin tức vì biết rằng lâm thị sẽ không từ chối nhưng để không làm tần phủ mất mặt hắn đành gật đầu được vậy nhờ chi phủ đại nhân sau đó hoác hoài tín cười lớn đi thôi đi thôi không sao cả tần lệ phân phó một hầu hạ đứng bên rồi mang theo lễ vật cùng hoác hoài tín đến viện của lâm thị khi đi tần lệ trong lòng âm thầm lo lắng tần phủ sắp rời cẩm châu hầu phủ lại muốn nhận tần hoàn làm nghĩa nữ ý định này rất rõ ràng đó là muốn cho tần hoàn một chỗ dừa tần lệ không dám sơ suất không lâu sau đã đến sân của lâm thị một nô tỳ đi vào báo tin không lâu sau trở lại và nói nhị thiếu gia thật ngại phu nhân đang ốm nằm trên giường lúc này không thể gặp người tần lệ nhăn mày khóe môi nhếch lên nở nụ cười lạnh lùng không phải ta muốn gặp phu nhân mà là chi phủ đại nhân đến có chuyện quan trọng muốn nói với phu nhân, phu nhân cũng không gặp sao. Nô tỳ nhìn thấy tần lệ phía sau có mấy người cầm lễ vật, ánh mắt lóe sáng, vội nói, xin nhị thiếu gia chờ một chút. Nói xong, nô tỳ lại đi vào, tần lệ đứng ở cửa, cười lạnh liên tục. Hắn biết thân phận con vợ lẽ khiến mọi người chán ghét, nhưng hiện tại hắn đang gánh vác toàn bộ tần phủ, lâm thị vẫn không biết nặng nhẹ, cũng không nghĩ xem, ngày thường hắn không có việc gì lại đến chỗ nàng. Tần lệ có chút bực mình, không lâu sau, nô tỳ đi ra, nhị thiếu ra, phu nhân mời ngài vào. Tần lệ trong lòng cười lạnh, rồi bước vào cửa phòng. Vào phòng, lâm thị chưa ra từ nội thất, tần lệ đứng bên ngoài chờ, đợi một lát mới thấy tần tương đỡ lâm thị đi ra, tần lệ cúi đầu chào, mẫu thân. Tần tương đỡ lâm thị ngồi xuống ghế chủ, lâm thị ho nhẹ một tiếng hỏi chi phủ đại nhân đến phủ lâm thị vừa nói vừa nhìn người hầu đứng ở cửa thấy trên tay họ cầm lễ vật mắt càng thêm nghi ngờ tần lệ nói đúng chi phủ đại nhân đến vì hầu phủ có chuyện muốn nói với người hầu phủ an dương hầu phủ mắt lâm thị sáng lên một chút tần lệ gật đầu giọng chậm rãi đúng là an dương hầu phủ lâm thị nghe vậy có chút lo lắng An Dương Hầu Phủ có chuyện gì? Còn muốn chi phủ đại nhân đến cửa? Tần lệ cười, An Dương Hầu muốn nhận cửu muội muội làm nghĩa nữ, nhờ chi phủ đại nhân làm nhân chứng. Lâm Thị sừng sốt, Tần Tương đứng bên cạnh cũng nhíu mày, sau vài giây Lâm Thị mới nói, nhận. Nhận Hoàn Nhi làm nghĩa nữ. Tần lệ nhìn sắc mặt hai mẹ con Lâm Thị trong lòng vui vẻ, Tần Hoàn từ trước bị coi thường, nhưng hôm nay lại được yêu ái hơn Tần Tương lâm thị và tần tương làm sao không khó chịu đúng vậy vì cửu muội muội phải đi nên hầu phủ định nghi thức vào ngày mai thực ra không có gì phức tạp hoác đại nhân nói hầu phủ chỉ muốn làm đơn giản mời mẫu thân và con cùng đi dự tiệc là được lâm thị nắm chặt tay vịn ghế theo bản năng nói tại sao hầu phủ phải nhận hoàn nhi làm nghĩa nữ lâm thị mắt lóe lên chuyện này có lẽ cần hỏi ý kiến của đại phòng Tần Lệ ngay lập tức nhíu mày, mẫu thân sao lại hồ đồ như vậy? Trước đây, Tần Lệ tất nhiên không dám nói với Lâm Thị như vậy, nhưng bây giờ hắn là người đứng đầu Tần phủ, không thể chịu đựng thái độ của Lâm Thị đối với mình, nên sắc mặt liền lạnh lại. Lâm Thị bị Tần Lệ lời này làm cho sững lại, sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp nói gì, Tần Lệ tiếp tục, "Những năm qua, đại phòng đã quản lý cử muội muội chưa?" Đại phòng không phải là cha mẹ ruột của Cửu muội muội. Quan hệ của họ với Cửu muội muội cũng như chúng ta. Hiện tại Cửu muội muội ở Cẩm Châu, Hầu phủ tự nhiên coi chúng ta là trưởng bối của Cửu muội muội, thế tử tuy rằng tới, nhưng Hầu phủ không thể không biết điều này. Hầu phủ biết nhưng lần này lại không mời họ, nghĩa là gì? Chẳng phải vì thế tử trong mắt Hầu phủ cũng là vãn bối không đủ khả năng sao? Dừng lại một chút, Tần Lệ nghiêm mặt nói, Cửu muội muội được Hầu phủ coi trọng là phúc phần của nàng cũng là phúc phần của Tần phù. Có mối quan hệ này, sau này Hầu phù nhất định sẽ quan tâm nhiều đến chúng ta, chúng ta cũng có mối liên hệ với Hầu phù. Tri phủ đại nhân còn đang chờ ở chính đường, nếu mẫu thân khước từ lúc này, thật là không biết điều. Lâm thị chưa từng bị Tần Lệ nói như vậy bao giờ, cuối cùng, cái không biết điều. Rõ ràng là Tần Lệ chỉ trích nàng, Lâm thị trong lòng tức giận dâng lên, nhưng lời Tần Lệ nói không sai nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tần Lệ, lần đầu tiên Lâm Thị nhận ra Tần Phủ đã thay đổi chủ, dù tường Thị đi, nàng cũng không thể vượt qua. Nghĩ vậy, Lâm Thị nhắm mắt, giọng lạnh lùng nói, nhị thiếu gia hiện giờ có ý kiến riêng, vậy hãy theo ý của nhị thiếu gia mà làm. Ngày mai đi dự tiệc. Nói xong, Lâm Thị đứng dậy, từ Tần Tương đỡ vào nội thất. Tần Lệ cũng đứng dậy, cười nói, mẫu thân như vậy mới đúng những lễ vật này để lại cho mẫu thân thấy lâm thị không quay đầu lại vào nội thất tần lệ cười lạnh chỉ vào bàn cách đó không xa đặt lên bàn cho phu nhân nói xong hắn cũng xoay người rời đi vừa vào nội thất sắc mặt tần tương liền hung hăng trầm xuống mẫu thân tại sao hầu phù lại nhận nàng làm nghĩa nữ nghĩa nữ của hầu phù chẳng lẽ không khác gì quận chúa thật là giọng tần tương trầm xuống sự đố kỵ hiện rõ Lâm Thị cũng nhíu mày. Trong ba tỷ muội, Tần Tương vốn là người cao quý nhất, nhưng nếu Tần Hoàn trở thành nghĩa nữ của Hầu Phủ, sẽ vượt xa Tần Tương. Hơn nữa, Tần Hoàn vốn đã đẹp hơn Tần Tương, nếu thêm cả thân phận và địa vị. Lâm Thị đi đến mép giường ngồi xuống, mắt đầy lo lắng, Tương Nhi, việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Tần Tương ngồi bên cạnh Lâm Thị, mắt nheo lại cười lạnh, thật là thủ đoạn tốt khiến mọi người đều tôn nàng nhận hầu ra làm nghĩa phụ thì sao chờ đến kinh thành chẳng phải vẫn ngoài tầm tay với lâm thị nắm chặt tay tần tương mắt đỏ lên tương nhi ngươi cũng biết lần này nhập kinh thành là để làm gì tần tương nghe vậy mắt lóe lên nữ nhi không biết lâm thị thở dài ta không muốn nói với ngươi điều này nhưng không nói ngươi sẽ không biết tương nhi lần này đi kinh thành đại phòng bên kia hơn phân nửa là muốn làm mai cho ngươi và hai muội muội tần tương nói không biết nghe lời này rồi lại không ngạc nhiên lâm thị nắm chặt tay nàng nói tương nhi nghe mẹ nói từ khi rời khỏi tần phủ không cần cùng cửu muội muội tranh chấp muốn cùng nàng hòa thuận trên đường đi nói chuyện nhiều với tam ca ngươi tam ca là trung dũng hầu phủ tương lai hầu gia hiện giờ cũng là người quan trọng hắn và cửu muội muội có quen biết cũ trước mắt ngươi làm nàng thích ngươi tới kinh thành hãy lấy lòng đại bá mẫu và bắt muội muội việc làm mai hơn phân nửa là do đại bá mẫu xem xét sau đó đại bá quyết định tóm lại tới kinh thành ngàn vạn không thể quá nổi bật cần phải khéo léo ứng xử nghe lời này tần tương trong lòng đầy chua sót và không cam lòng nàng vốn là đích trưởng nữ được sùng ái nhất trong tần phủ bất luận thân thế dung mạo hay tương lai đều đủ để nam thanh niên tài tuấn đến cầu hôn. Nàng không nhất thiết phải đi kinh thành, phía nam cũng có không ít gia tộc quyền cao chức trọng, nhưng hôm nay, tần phủ suy sụp, chỉ có con đường đi kinh thành. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ cần hét lên với tần xương, liền có thể làm nàng ta theo làm tùy tùng. Nhưng hiện tại, mẫu thân lại bắt nàng đi cùng cái kẻ đê tiện đã từng bị nàng khinh nhục, còn muốn nàng nơi trốn lấy lòng người khác ngực tần tương nghẹn một cục tức không biết phát ra như thế nào, nhìn lâm thị với hốc mắt đỏ và nếp nhăn đầy mặt, nàng càng thêm mất tự tin. mẫu thân nàng quá vô năng, nàng cũng không có nhà ngoại cường đại, càng không có phụ thân quyền thế. ngược lại phụ thân vẫn là vết nhơ của nàng. nghĩ vậy tần tương đem tất cả oán hận và căm ghét đặt lên tần hoàn. tường nhi người có nghe không? lâm thị nắm chặt tay tần tương làm nàng đau đến nhíu mày. Tần tương lấy lại tinh thần, vội gật đầu. Nghe rồi, nghe rồi. Lâm thị nửa ôm Tần tương, khóc thầm. Mẫu thân không còn cách nào, ngoài việc đưa của hồi môn của mẫu thân cho ngươi, không thể giúp gì thêm. Tường Nhi, ngươi phải tranh đua vì mẫu thân, cũng vì chính mình. Tần tương lòng đầy chua xót gật đầu. Nghĩ đến ngày mai Tần Hoàn sẽ trở thành nghĩa nữ của An Dương hầu, mày nàng liền nhíu lại. Đến tối thiệp mời từ hầu phủ được đưa đến đinh lan uyển phục linh tươi cười vào nhà chính tiểu thư ngày mai tiệc sẽ diễn ra vào giờ mùi chúng ta nên đi sớm một chút tần hoàn đã rửa mặt trải đầu xong chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng ngà nghe vậy lắc đầu nói đi cùng phu nhân dừng một chút tần hoàn hỏi phu nhân nói thế nào phục linh hừ nhẹ một tiếng còn có thể nói gì khác tự nhiên là sẽ không từ chối Tần Hoàn không nói gì nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa viện bỗng nhiên vang lên tiếng nhỏ. Phục Linh ra ngoài, thấy Vãn Hạnh đã mở cửa viện, ngoài cửa là Tần Lệ và hai nô tỳ. Phục Linh vội đi tới cửa, nhị thiếu gia sao lại đến đây? Tần Lệ liếc nhìn vào nhà chính, khóe môi hơi cong, ngày mai không phải là buổi tiệc bình thường, thời gian gấp quá, ta chỉ kịp đến Cẩm Tú phường đặt một bộ váy áo, may mắn bên kia còn lưu số đo của cửu muội muội, bộ váy này không khác kích cỡ của cửu muội muội lắm, còn có một bộ trang sức hồng bào. Nói xong, hai nô tỳ phía sau mang hộp quà lên, Phục Linh vội nói, sao làm phiền nhị thiếu gia tiêu pha, nhị thiếu gia cần vào trò chuyện cùng tiểu thư. Tần lệ xua tay, không cần, để tiểu thư các ngươi nghỉ ngơi sớm. Phục Linh có phần do dự, nhưng mà, nhận đi, lần trước đưa tiền nàng không nhận, cái này coi như là tấm lòng của ta phục linh đứng im không nói tần lệ liền cầm hộp đưa vào tay phục linh rồi đặt hộp khác vào tay vãn hạnh sau đó xoay người rời đi thấy tần lệ đi xa mười mấy bước phục linh mới phản ứng vội nói đa tạ nhị thiếu ra tần lệ không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay phục linh lúc này mới đóng cửa viện cùng vãn hạnh đi vào chính phòng tần hoàn đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài thấy phục linh ôm hai hộp trở về nói nhị ca tới phục linh gật đầu cùng vãn hạnh đặt hộp xuống phục linh nói nói là chiều nay mới đi cầm tú phường mua còn có một bộ trang sức hồng bảo phục linh nói xong liền mở hộp thấy trang sức hồng bảo sáng lấp lánh còn trong hộp váy áo là một bộ váy dài màu trắng mà tay áo rộng thêu hoa lan trắng bằng chỉ bạc phục linh nhìn thấy lập tức mắt sáng ngời nhị thiếu ra quả nhiên dùng tâm tư rất lớn bộ y phục này thật sự rất hợp với tiểu thư còn có bộ trang sức hồng bảo, chắc không phải mua vội. Tần Hoàn tiến lên nhìn, thở dài trong lòng, số tiền này chắc không ít. Phục Linh không hỏi, Tần Hoàn liền mang lễ vật vào, sợ Tần Hoàn không vui, giờ phút này thử hỏi, "Tiểu thư, ngày ngày mai mặc bộ này đi." Tần Hoàn nói nhẹ nhàng, Phục Linh nghe vậy vui mừng, đáp lại thanh thúy. Ngày hôm sau, buổi trưa, Tần Hoàn thu thập sẵn sàng đi đến phía trước viện. Tới Tiền Viện, thấy Tần Lệ mặc một bộ bào trắng quý giá, ít thấy thay đổi. Hắn vốn có vẻ âm trầm, thường mặc màu lam tối, nhưng bộ bào trắng này làm giảm bớt vẻ âm trầm, hắn cột tóc cao bằng ngọc quan, hơn nữa bệnh tình đã cải thiện, cả người trông tuấn tú rất nhiều. Phục Linh thấy Tần Lệ, còn ngây người. "Tiểu thư, quả nhiên là người nhờ y phục, ngựa nhờ yên." Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn